Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay thì lại có thêm một tựa game mới ra mắt mang tên là Tịch Tà Kiếm Pháp. Đấy, chủ đề kiểu nhập vai, kiếm hiệp các thứ thì mình sẽ review cho anh em luôn nha. Ở đây thì chúng ta có 5 môn phái, nhiều môn phái chưa mở. Hiện tại chỉ có 4 môn phái mở thôi. Đầu tiên là Thiên Sơn thì môn phái này sát thương cao, tầm bắn thì cũng xa. Mà nhưng mà bù lại thì thể chất sinh tồn, thân pháp hay là hỗ trợ thì cũng kém. Môn phái thứ hai. Ui, ngầu ấy. Phái được cái chứ. Ồ, đánh tay không luôn. Chơi kiểu găng đây. Thể chất thì rất là khủng khiếp, sinh tồn cũng rất cao. Tuy nhiên là sát thương, tầm bắn, hỗ trợ các thứ thân pháp thì lại không được ngầu như với cái ngoại hình của em nó nha. Môn phái này xem nào. Ui à, sát thủ à. Đấy, sát thương thì thân pháp thì rất tuyệt vời. Thân pháp ấy chắc là kiểu nhanh nhẹn ấy, bộ skill cơ động ấy. Nhưng mà thể chất thì sinh tồn thì hơi kém, tầm bắn thì cũng gần, hỗ trợ thì cũng không có mấy. Và đây rồi. Ui chà chà. Đây ngầu này anh em này, nhiều kiếm này. Sinh tồn khá cao, sát thương cũng ổn. Thể chất và tầm bắn hỗ trợ thì hơi kém. Ok, không sao cả. Mình thì mình sẽ lựa chọn môn phái này luôn, bởi vì nó trông nó ngầu anh em nhá. Sau khi mình làm nhiệm vụ một chút thì mình đã nhận được con thú cưỡi anh em nhá. Ai à. Ủa, chính ra đồ họa trông khá là ngầu. Nhưng mà mình cảm giác là chuyển động nó hơi bị cứng một tí. Cái độ FPS của nó không được nhiều anh em. Đấy. Nhưng bù lại thì nó lại rất là mượt anh em nhé. Chơi không bị lag như một số những cái tựa game khác nó nặng hơn ấy, thì nó lại bị lag giật hơn. Đồ họa thì mình thấy phong cách kiểu là đúng là tịch tà, kiểu tà đạo một tí ấy. Nó hơi âm u ám một tí anh em nhé. Được không nhỉ? Nhìn thấy skill các thứ trông cũng ra gì phết anh em ạ. Nói chung là mình thấy điểm khác biệt duy nhất ở những cái tựa game kiểu nhập vai kiếm hiệp như thế này thì nó là về đồ họa thôi, chứ còn những cái nhiệm vụ nó cũng ná nhau à. Cũng làm theo kiểu là có những cái nhiệm vụ ở đây, bắt đầu đi làm thì đi đánh boss thì chúng ta sẽ nhặt được trang bị. Nhặt được trang bị sau đó lại nâng cấp được chiến, khảm đá các thứ, vật cưỡi, rồi thì cánh. Đấy, trang bị ngoại trang, đấy, nhiều cái để có thể là tăng được chiến. Tí nữa mình xem đồ họa mấy cái đấy nó như thế nào nhá. Thú cưỡi có cái gì khác bọt hơn hay không đây. Nếu như kích hoạt VIP 4 thì mình sẽ được một cái em Tôn Ngộ Không. Quà tri ân. Ủa, làm gì có gì đâu, đầu tư VIP. Không có nhiệm vụ để làm VIP à nhỉ. Nếu như có nhiệm vụ mà nâng cấp VIP lên thì phải hợp lý hơn không ta. Quà nạp đầu là được cái gì đây. Quà nạp đầu được một cái trang bị đỏ 2 sao. Một cái ngoại gọi là thời trang à. Y dạ hành. Ây, chà chà. Càng ấy. Phải nạp. Anh em bỏ cả bánh mì đây nạp 20.000 thì sẽ được những cái phần quà như vậy nha. Phúc lợi xem nào. Nhận thưởng luôn. À đây là quà cấp anh em ạ. Lên cấp 70 sẽ nhận được cái gì đây. Đan luyện hóa tọa kỵ này. Rồi. Nhận phát đến 200 à. Uầy. Nhưng mà bắt đầu từ cấp 200 trở lên chỉ có 2.000 phần thưởng thôi. Nếu như không nhanh là hết. Uầy. Nhận con rồng luôn này. Vãi. Con này là con gì? Tọa kỵ à? Căng vậy. Công lực tăng 9.000. Wow. Nhiều chỉ số ấy nhờ. Tiếp tục level 230. Nhận thêm được một em gì đây. Danh thiếp Hồ Lạc Thiện. Dùng kích hoạt và nâng bậc tùy tùng. Hồ Lạc Thiện. Tùy tùng anh em nhé. Tiếp theo này 270. Ô. Chứng tỏ là lên level 270 cũng được một cái trang bị giáp 2 sao. Nó ngang cơ với cả quà nạp đầu là cái vũ khí ấy. Nhưng mà cái vũ khí thì mình đánh giá là nó ngon hơn. Ghê nhỉ. Thế mà lên tận level 270 mới nhận được một cái phần quà tương đương à. Chứng tỏ là phần quà nạp đầu là cũng ghê chứ. Hộp thiên cang. Ok. Đã. Thế giai đoạn đầu phải cố gắng cày cấp nhanh thôi anh em ơi. Tích cực treo máy. Và nếu như anh em nào mà chưa có giả lập LD Player siêu mượt siêu nhẹ thì nhớ ấn tải ngay ở đường link dưới phần mô tả anh em nhé. À, đây nó cũng có cái hiệu ứng, đó chính là kích hoạt bộ trang bị thì sẽ tăng thêm lực chiến, tăng thêm dòng nha. Ai à, thay đổi ngoại hình không? Ô, có thay đổi ngoại hình luôn nha. Được cái chứ nhỉ. Yeah. Ma quân giáp hình như là có nhiệm vụ để cho chúng ta có thể nhận được thêm một cái ngoại quan nữa này anh em này. Đây anh em, ma quân giáp thật. Ai à, chiến lực tăng hơn 10.000, HP công kích các thứ cũng tăng đấy. Nhận thưởng luôn. Còn hai nhiệm vụ nữa thôi thì mình sẽ có thể là lên được level 70 à, thì nhận được thêm được cái nhỉ.
Ngon, cũng được. Nói chung là cũng có nhiều những cái sự kiện, hoạt động, nhiệm vụ cho chúng ta có thể nhận vật phẩm nọ, vật phẩm kia. Đây là phần cường hóa trang bị này, cường hóa nhanh luôn. Cứ vũ khí mà chơi rồi. Tiếp theo xem cái nào tăng công trước nhỉ. Cái này là cái giáp thì dùng tăng cái gì đây, thủ à? Mình thì ưu tiên vào công trước anh em nha. Đây rồi, những cái kiểu dây chuyền thì chắc chắn là tăng công rồi này. Rồi cái này thì tăng cái gì, cũng công với cả pha giáp như thế. Được. Mình ưu tiên vào công trước để đi phụ bản giai đoạn đầu cho nó nhanh anh em ơi. À, trong túi đồ nó lại có thêm tính năng là thành tựu anh em ạ. Cứ làm mỗi một cái thành tựu là lại nhận được điểm thành tựu, nhận quà vàng khóa các thứ này. Ơ, đấy đúng. Trải nghiệm VIP à? Ơ, trải nghiệm luôn, tội gì. Trải nghiệm VIP mấy đấy? Trải nghiệm VIP 1, ôi final. Tưởng cho trải nghiệm VIP 4. Cho mỗi trải nghiệm VIP 1 thì làm deck gì. Ai xài ơi, kéo kẹt thế. Rồi để mình xem quả tâm bảo để xem có cái gì ta. Ma quân giáp, tiếp tục cái nhiệm vụ nữa. Chuẩn bị rồi. Sắp có cái trang phục đầu tiên rồi anh em ơi. Rồi để bây giờ mình sẽ vào xem trong cái hệ thống kỵ sủng các thứ thần binh ra làm sao nha. Wow, đẹp ấy nhờ. Chính ra đồ họa con game này nhìn trông nó có cái gì đấy rất chi là ok la đấy nhé. Còn tiếp theo Ngạo Thiên Lang, nó chỉ thay đổi mỗi màu anh em ạ. Ủa nhưng mà có cái ảo hóa đâu nhỉ. Đây này, biến đổi đây này. Đấy. Hà mã. Trông hay nhỉ. Con này con gì? Cá vàng à. Con này con gì? Con bò à. Tiếp theo, cá anh em ạ. Con kiểu cá voi cái gì đấy. Ủa có 4 con đấy hả? Ít nhỉ. Sao ít vậy ta? Bình thường những thể loại game này nhiều lắm, tựa game này thì nó hơi ít. Trông chỉ có vậy thôi anh em ạ. Tinh linh xem nào. Tinh linh. Ờ à? Cũng có 2 em. Biến đổi để xem là bao nhiêu em. Có 3 em thôi. À đây này anh em nhìn thấy Ngộ Không dưới này này. Ngộ Không dưới này là ở trong cái phần phần quà nạp hay sao nhỉ. Nạp VIP 4 phải là sẽ có nha anh em. Em Ngộ Không này thì đẹp nhỉ. Đẹp nhất luôn rồi. Con cá này nhìn trông cũng ngộ nghĩnh này. Ừ, nhìn trông cũng hay. Cú té phết, nhưng mà tôi cũng không này nhìn hay hơn. Hết. Tùy Tùng. Ai à, Tùy Tùng nghe vẻ là nhiều này. Nó chia làm phẩm NR, SR và SSR anh em nhé. Rồi, phẩm SR. Trông cũng đẹp đấy chứ. SSR trông xịn xó hơn hẳn luôn anh em nhé. Đấy, SR nó phải khác này. Đây. Rồi. Còn thua ai. Đúng là SSR nó có gì đấy khác bọn hơn hẳn anh em nhé. Tiếp theo này. Ui, đúng là SSR khác anh em ơi. Wow, thanh niên này nhìn trông còn ngầu hơn cả mình anh em ạ. Wow, ngầu hơn là nhân vật chính vậy. Ảo thực sự. Không có UR. Vẫn là SSR thôi. Phẩm SSR là cao nhất rồi. Nhưng trông mấy em Tùy Tùng này trông nó còn ngầu hơn cả nhân vật chính anh em ơi. Cái này ông này nhìn chắc kinh rồi nhờ. Có kiếm trông đẹp đấy chứ. Ice cầm cung luôn ạ. Được cái chứ. What? Đình anh em ơi. Perfect thế nhờ. Thật quá anh em ơi. Được cái chứ. Đấy là về hệ thống kỵ sủng các thứ nha. Xem còn cái gì nữa không nào. Thần binh. Thần binh thì sẽ có cánh. Ờ, có mỗi một cái cánh thôi, biến đổi thì nó sẽ ra 1, 2 này, 3, 4, 5, 6. Ô, nhưng mà phải chuyển sinh nha. Và boss thế giới level 655 trở lên thì nó có thể rớt ra. Ồ, căng. Thánh khí. Thánh khí thì cũng tương tự như thế là có 6 cái, giống như kiểu là cánh anh em. Ok. Rồi. Tiếp theo còn gì đâu nào. Bang hội thì mình cũng vừa mới vào rồi. Phù văn này. Phù văn là một trong những cái tính năng mà chúng ta có thể cảm vào để tăng lực chiến. Hiện tại là chưa có phù văn này. Chắc là phải đi phụ bản gì đó thì mới có cái phù văn đấy rồi. Ok. À, nên nhìn chung là tựa game này thì lối chơi nó cũng khá là quen thuộc đối với những cái thể loại nhập vai khác thôi anh em. Thì chúng ta sẽ có cái hệ thống chính tuyến là nhiệm vụ phụ. Để cứ đi làm hết nhiệm vụ chính. Nếu như bị kẹt ải, chưa đủ level làm nhiệm vụ chính thì lại tiếp tục là nhiệm vụ phụ thôi. Và ở giai đoạn đầu chúng ta tích cực cày nhiệm vụ, cày cấp
để có thể lên level cá nhân càng tốt thì chúng ta sẽ mở ra thêm được những cái tính năng, những cái phụ bản để cho chúng ta có thể là kiếm thêm trang bị này, XP để lên cấp cũng như là tài nguyên để tăng lực chiến. Ok, thì nếu như anh em nào mà yêu thích cái tựa game nhập vai như là kiếm hiệp kiểu như thế này thì có thể tải về trải nghiệm thử xem như thế nào nhá. Và chúc anh em chơi game vui vẻ. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.